Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đến địa điểm tại Anh Cọp để giới thiệu cho các bạn một số phơi mai. Xin chào anh. Rồi, xin chào anh Túc. Mình xin mến chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình cũng xin giới thiệu với anh em một số phơi mai mới về. Mai mới bứng nha anh em. Mình địa chỉ của mình là ấp Thanh Thọ, xã Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại mình là 0917734507. Rồi mấy anh em ship toàn quốc anh. Ship toàn quốc anh. Rồi mình ship toàn quốc. Mấy cây mới bứng về cũng chưa có làm bầu, chưa có rửa đâu ra anh. Mấy anh em nào cũng mua về rửa chùm nha. Rồi. Đây mình quay tổng thể trước đây nha. Rồi. Rồi vô góc liền. Rồi cây số 1. Hãy cho thông số qua đây anh ơi. 38. 38 nha các bạn. Rồi cái cho. Này là 38. 38 cho em một dòng đế luôn em. Cho 3 dòng luôn. Cho từ từ để xem kỹ cái rễ anh. Rễ nó cộng xuống. Rồi được rồi, quay nhiều quá chóng mặt rồi. Cao luôn. Cao nó 110. Cao nó 110 luôn. 110. 1 mét 1. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Bầu là 50. Rễ nó cắm xuống luôn. Rễ đều. Giá nhiêu anh? Rồi cái này giá 4 triệu. 4 triệu. Rồi, tiếp tục cây số 2. Cây này cây số 1 nha các bạn. Rồi cái đế nở nha mấy anh. Rễ đều đẹp luôn. Rồi đâu còn đó. Đi qua đây. 34. Quỳnh nó là 34. Ngay cái điểm này là 34. 34 nha các bạn. Ngay vị trí đó nha các bạn. Củ này bự ha. Cao bao nhiêu? Báo luôn. Cao là 1m17. 1m17. Rồi báo giá luôn anh ơi. Đường kính này khoảng 50 à. 50 luôn. Khỏi đo đi. Ở đây rồi sao đường kính mình khoảng 50 cái gì? Rồi cái này giá 3 triệu anh ơi. 3 triệu. Cây số 2 3 triệu. Rồi tiếp tục cây số 3. Rồi các bạn xem nhớ bấm đăng ký để đón nhận những video tiếp theo của mình sớm nhất nha các bạn. Số 3 của cây giá trực. Đế cũng nở luôn. Cô nó tét đây xuống anh. Rồi vô vô đế liền. Tét cái này không sao đâu, tét cái này tha keo. Chừng nữa nó lỡ da gì vậy ha. Sao? Đế đẹp cái này đế nở luôn. Đi chơi đi. Rồi đế đều đẹp ha, nở ha. Rồi đó Hoàng anh ơi. Nhiều đây. Quanh 40. 40. Quanh ngang đây là 40. Dạ. Rồi cho cao luôn anh ơi. Cao anh báo luôn đi. Chiều cao 1m15 anh. 1m15. 1m15. 115.
Rồi giá luôn. Giá 4 triệu. Cây số 3. Cây mã số 3 giá 4 triệu. Rồi cho xuống luôn. Rồi cây số 4. Cây số 4. Cây này cây bonsai phải không? Bonsai đẹp à. Hôm nay thường thường kia mình dán thú phải không? Dán con thú. Có giò luôn. Dán đẹp ha. Rễ đều nha các bạn, rễ đều các bạn ơi. Rồi cho thông số anh ơi. Đây là 34. Rồi 34 nha các bạn. Cho cao đi anh. Cao cao. Báo luôn. 60. 60. 60. Rồi. Giá bao nhiêu? Cái này giá 3,5 triệu anh ơi. 3,5 triệu. Giá 3,5 triệu. Bonsai đẹp nha. Rồi, dáng đẹp. Số 4 luôn. Số 4. Đế đều à, đế đều các bạn. Rồi xong thôi số luôn anh ơi. Rồi à, đế đều luôn, không có thiếu. Rồi cho hoành đi anh ơi. Rồi quay cái số qua đây. Hoành của nó là 34. 34 hoành. Rồi 34 hoành. Cao luôn. Rồi. 1m4 nha các bạn. 1m4. Rồi giá rồi, sao? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cây số 5. Cây số 5. Mã số 5, 2,5 triệu. Rồi xuống. Cây số 6 rồi chừng vướng ở trong, vướng ở trong nha. À chưa, vướng. Hồi chắc này quay chắc coi chừng đụng ở trong nha anh. Ồ, cái số 6. Cái này có cái gì tháp gì nè. Nó có tháp gì bên nước Anh luôn rồi. Tháp em. Đục ra rồi, làm tháp được nè. Hai cái cọng rễ hết hồn luôn. Rồi để cho nắm im ở đó nha, cho quay cái dáng bay nó cả nhà. Rồi cho các bạn xem ha. Rồi cho hoành đi anh ơi. Quay qua đây, quay đây. Hoành ở đây là 30, 29. 29 nha các bạn. Rồi báo chiều cao luôn. Chiều cao nó hết thước. Hết thước, thước 1,5 m 2m6. Chiều cao 1m5. 1m5 nha các bạn. Rồi giá 2,5 triệu luôn. Rồi giá 2,5 triệu. Cây số
số 6. 2 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục. Cây số 7 nha các bạn. Mình quay xa cho các bạn nhìn thấy ha. Giót đọt. Đấy cũng được, cũng đẹp hơi lát đây tí thôi. À. Đấy cũng hoàn chỉnh. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Mấy anh em mua về đo cao cao trên á. À đó đó đó. Rồi quay qua. 30 còn nữa 30. 30. Rồi giá sao? Cho giá luôn. Chiều cao. Chiều cao nữa hả? Chắc hết thước rồi ha. Hết thước. 1,5 m. Giữ đó nha. Im. Rồi hết thước các bạn. Rồi giá 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đây cái mã số 7 cho 1,5 triệu. Rồi tiếp tục. 1,5 triệu nha các bạn, cây số 7. Số 8. Cộng nào cũng lấy to to ha. Rồi cho xin thông số anh ơi. Rồi giữ im đó. Nó giữ em chứ nó giữ 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 mà cây không giữ nữa. Thông số cũng 29 luôn. Thông số của em này là 29. 29 nha các bạn. Rồi. Số đẹp nha. Cộng nào cũng lấy hết hồn luôn. Báo chiều cao luôn đi anh ơi. Chiều cao nó 1,3 m. 1,3 m giá sao? 3,5 m. Giá 2,5 triệu luôn anh. 2,5 triệu nha các bạn. Rồi tiếp tục. Cũng to ha. Rồi tiếp tục cây, tiếp tục anh ơi. Rồi tiếp cây số 9. Cây cái mã số 9. Cây số 9 ha. Cây số 9 này để nôm đẹp nè. Để nôm đẹp ha. Rồi cho hoành đi anh ơi. Cái số 9 nha anh. Ngọt luôn đó. Lặn lại. Hoành nó 26. Nghe cái điểm này là 26. Rồi 26 nha các bạn. Rồi. Cao 7 tấc. Đậu phải không? Đậu phải không? Chưa đo mà đậu phải không? Cao 75. Cho nó 75. 75. Rồi. Rồi giá 1,7 m anh ơi. 1,7 m. Rồi, để nôm luôn. Cái này mấy anh về cắt ngang đây cũng được nè, hoặc cắt ngang đây. À. Rồi tiếp tục. Rồi, cắt sao thôi, giờ cắt lại. À. Cái này số 10. Số 10. Mã số 10 có cái này chứ anh. Cái này số 10. Cái này chỉ cạo ra này chính nhất à. Dán lông hay gì đây, người ta gọi là như này dán lông đó hả? Lông dán. Dán lông hay lông dán đi ha. Rồi giữ giữ đây mình coi coi vết thẹo trước đi. Thẹo này kéo mà kéo mặt ra nè. Ha. Nó thư rồi. Rồi. Cho hoành đi. Rồi hoành nó 23. 23. Rồi cho cái đế đi. Coi đế. Đế ghê. Rồi cái này giá 700 á anh. 700. Giá 700. Ship toàn quốc. Ship toàn quốc luôn. Rồi. Tiếp tục. Rồi cái này có mã số 11. 11.
quá. Cũng có dáng thế chân cầm thế đẹp. Anh cũng da cũng lắc lượng quá ha. Rồi 23. 23 luôn. 23. Rồi cho đế luôn. Này đế này đều đẹp nè. Nhiêu đây? Đây là 900. 900 bao ship toàn quốc luôn. Rồi cho em tiếp theo lên. Giá dễ chơi. À, có một nhà nhánh bài, dán bài luôn. Rồi để dài dài về cho từ hao cho anh em cắt ha. Rồi để đều ha. Rồi thông số luôn. Là 25. Rồi. Quần của nó là 25. Giá luôn. Giá 1 triệu. Giá 1 triệu. Bao ship toàn quốc. Giá 1 triệu. Rồi, giá 1 triệu. Còn không? Cái số 10 đâu 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 12 mà phải không? 12 hả? 11, 11. Đâu rồi? Có số không? 12. Rồi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi cây số 13 đâu? Cho lên đi. Số 13. Cây này cây cuối phải không? Rồi bám vô cái đế liền. Dán này dán siêu ha anh. Dán nghiêng. Rồi cho thông số luôn. Giữ em để tối. Giờ quay hình trời thời tiết hay tối. Trời hay tối rồi. 25. 25. Rồi cho cao luôn. Coi chừng lộn thước nha. Báo luôn. 95. 95. Giá anh ơi. Giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Ship toàn quốc. Cuối cùng giá 1 triệu rưỡi anh. Rồi cây cuối cùng. Cây số 13 nha các bạn. Rồi anh ơi. Rồi hết nha. Rồi xin mến chào mấy anh em nha. Mấy anh em nhớ ủng hộ mình nha anh em. Rồi. Rồi mình ship toàn quốc nha. Rồi số điện thoại mình để tên tiêu đề cho các bạn alo trực tiếp anh Cọp nha các bạn. Xin rồi, cảm ơn các bạn. Em biết sao nha.